mị nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho giót mẹ, thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để mị nói cho mà nghe, Tết năm. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. 2 giờ sáng em gọi anh không bắt máy, không một tin nhắn từ tối qua. Là cô gái hay mộng mơ, người đã khiến tôi thần thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Mày chỉ là đầu thuốc kia cháy đỏ không lâu. Yêu em kiểu nông dân, yêu em kiểu quê mùa. Yêu từ vụ đông xuân đến hè thu thay mùa. Nhưng em thì trơn trượt như là con cá chuối. Muốn níu em trong tay khá mạnh cũng khá. How we go. A better day.